Đừng có tin tưởng mà giao hết cho nhân viên khi mà các bạn mở một cái cửa hàng kinh doanh gà rán, FKT hoặc là một cái cửa hàng kinh doanh gì đó, đồ ăn đồ uống. Tại vì các bạn cần phải trải nghiệm nó rất là lâu để các bạn có kinh nghiệm, để có kiến thức về nó. Và sau đó là các bạn phải học cách để vận hành nó. Thí dụ như các bạn phải chọn được một con người để mà đứng bán hàng làm sao mà họ phải vui vẻ, họ phải nhiệt tình, họ phải nhanh nhạy, họ phải biết dạ thưa, cười vui vẻ với khách hàng. Thì nó rất là quan trọng. Vì các bạn nghĩ là nhân viên thì chỉ cần làm theo quy trình thôi thì không nên nha. Các bạn không nên làm như vậy. Đa phần những người mà mới kinh doanh á, họ mới vừa khởi nghiệp, họ mới vừa bắt đầu cho một cái gì đó thì họ rất là tập trung và họ rất là thành công, họ rất là làm rất là tốt. Nhưng mà một thời gian dần dần cái bắt đầu là họ bị giảm doanh thu dần dần xuống. Sau đó họ nói là tại vì do kinh tế khủng hoảng, do thị trường đóng băng, do là sản phẩm này người ta ăn ý người ta ngán. Và hầu như khi mà đã thất bại rồi thì có hàng tỷ lý do. Và một trong những yếu tố để cho một cái cửa hàng bị giảm doanh thu lớn nhất á, đó là các bạn thiếu sự tập trung và các bạn giao bừa giao bãi cho nhân sự của mình mà không có sự đo lường kiểm soát. Các bạn không có đào tạo kỹ lưỡng, các bạn không có kiến thức, các bạn không có kinh nghiệm để mà các bạn đào tạo. Các bạn không có nói cho nhân viên của mình biết điều mà mình muốn để cho nhân viên mình làm tốt được như mình. Mình làm thì tốt rồi, nhưng nhân viên của mình là làm không tốt được như mình. Và dần dần bạn sẽ bị mất khách đi. Từ cái việc là sản phẩm không có chất lượng, rồi tới con người phục vụ không chất lượng, rồi thiếu trước hụt sau. Khách hàng thì họ có người dễ người khó. Người dễ thì nhân viên phục vụ, người khó thì nhân viên không thèm vào mặt. Thì đó là một trong những cái lý do mà rất là dễ bị giảm doanh thu. Vì vậy các bạn kinh doanh trong cái lĩnh vực F&B thì làm ơn, có giao thì cũng phải chọn con người mà giao. Có giao thì cũng phải cho họ biết được là mình cần cái gì. Có giao thì cũng phải đo lường đánh giá. Có giao thì cũng phải kiểm soát, để biết chắc chắn một điều là khi mà bán một cái sản phẩm ra là khách hàng dùng phải chất lượng. Vậy thì nếu như mà các bạn không áp dụng được điều đó, cái việc mà giảm doanh thu là bình thường. Kinh doanh là phải nhớ đến cái việc làm sao để đào tạo cho nhân sự của mình. Mong là cái kiến thức này sẽ giúp được cái gì đó cho bạn. Xin chào và xin hẹn gặp lại.